Cái clip này thì nói về đề tài thì chỉ là người mang niềm vui và niềm tin và truyền tin cho quý vị, chứ không có gì khác hơn cái đó, không có chính trị, cũng không có phe đảng hay là kéo phe kéo đảng tụ tập làm gì hết. Thì lúc trước khi cái bệnh dịch tàu này á, nó bùng phát á, thì Kiệt có Thiên Long Sơn 5/5, xin lỗi, 5/5 thì cũng mang nhiều người có niềm vui ở nơi đó, rồi đi bộ lên cầu thang, người hướng thượng, người nào đạo nào thì khấn chỗ đó, rồi đi hai kinh, niềm vui, niềm đó, niềm vui với sức khỏe. Còn bây giờ thì thay đổi một chút, cái con dịch tàu này tấn công quá thì bị đóng cửa, phải đóng cửa. Cửa thì núi giờ cũng buồn lắm, không có người, lo lo Kiệt lên ngồi mình nó rất là buồn, nhớ mấy anh chị em hồi xưa hay đi bộ chảnh, nhớ mấy ảnh, nhớ mấy chị ngồi có mình, không có người đi, cái núi nó xuống cấp, cỏ dở mọc, thì mấy ngày mưa lai rai đá nó trồi lên, cũng mong cho sớm có ngày mở lại. Thì đó là sức khỏe với niềm vui. Bây giờ thì bệnh tật với bắt đầu những ngày thanh lọc, cái này chỉ là khởi đầu thôi á. Thì Kiệt được lộ cơ tí xíu thôi nha, để mà mang cái niềm tin. Tại vì mình có niềm tin á, mình hồn nhiên, thấy bầu trời nó ảm đạm thì có thiệt đó, nhưng mà trên dạy thì mình cứ gắng, cứ sinh hoạt trong gia đình, nhờ chợ búa hay gì cũng đóng cửa hết. Thì niềm tin thì lúc nào cũng có các chư vị gia hộ xung quanh mình. Người nào mà thì cũng tốt. Một số mấy anh construction rồi thích đi quán nhậu rồi đi chơi rồi đó, giờ cũng bớt đỡ tốt tiền, vợ con vui vẻ, gia đình hạnh phúc chứ đâu có gì. Chỉ có tội là mấy cái quán xá tiệm nail rồi bây giờ ế, không biết người ta có cầm cự nổi không. Thì riêng cái chuyện này là cách đây năm 2018 là trên cho biết rồi, trên kêu con á phải thủ tiền rồi phải đi mua đồ ăn để dự trữ. Thì ngay cái ngày năm Mậu Tuất năm 2018 á, Kiệt nhớ có cái clip đó, thì lúc đó Kiệt cũng có nói á, nhưng mà nói thời đó không ai tin, khó lắm. Những cái gì Kiệt nói chuyện là hoàn toàn phản ảnh ngược lại với mấy thầy hết á, mấy thầy không có chấp nhận. Mấy thầy có lệnh kim bài áo vàng, kinh Phật lúc nào cũng chánh kiến. Bởi vì nhiều lúc hồi xưa ước chi Phật mình giảng con nấm lá trong rừng á, phải thêm nấm nữa thì con cũng đỡ khổ lắm. Thì hôm nay con nói được nhiều chứ giảng con nấm còn đâu dám nói nhiều đâu. Có nhiều bác thì cứ kêu trên comment cứ nói, con càng nói á, mấy sư huynh sư đệ mấy sư phụ ký đầu con sao, thì con chỉ nói phần nào được thôi, chứ còn nói quá nó không có giống, không phải hết. Chứ giờ con liều mạng lắm, con liều mình mới nói Phật Di Lặc đang sắp sửa xuất hiện, thì con chỉ nói vậy để cho người ta kịp quay đầu về chót để mà nghe Phật giảng cái bài pháp đầu tiên. Đó là có thật, chắc chắn sẽ có, thời gian xảy ra rất là gần. Trở lại cái niềm vui và niềm tin,
mấy ngày trước á, thì ở trên có quở mấy vụ mấy clip mà cái này nghề mới chứ không phải nghề con nên ăn nói hay là điện tử gì cũng lòng còng. Bữa nay đứa con gái nó tặng cái này nè, thì cũng ngồi thử cái âm thanh làm sao, chứ bữa giờ cũng không có nghĩ mấy vụ này, não giờ sợ muốn chết mấy vụ này. Trên quở nói tà con cũng phải độ, chánh cũng phải độ, cho nên không có được đụng chạm đến chính quyền. Ma nó có con cháu của ma theo hộ nó, cho nên nó giàu biết sai nó cũng không thích. Thì bữa con có nói là 3 ngày sau gỡ hết mấy clip mà có hình của bác Trọng, bác Quan, rồi bác Hồ vĩ đại gì đó, con gỡ xuống hết rồi. Bây giờ mình chỉ lo chuyện mình thôi, lo chuyện niềm tin với tu tập, tu nhà, vợ chồng hạnh phúc tu nhà. Mà giờ cũng đừng có ra đường đó nha, tại vì ngoài bầu trời con thấy vong linh nó bay đầy hết trơn á, chết nhiều quá đâu không biết, u khí thì nên nhà đi, trong nhà tốt, cộng với mấy con này nè như có cánh vậy, thấy cái người nào mà hợp hợp với cái lực của nó bay tới, nó dính vô á, nó bay lòng vòng trong không gian á. Thì con đã lấy hết mấy cái clip ấy rồi, không có chính trị, con chỉ là niềm vui niềm tin thôi. Thì cái clip này chủ yếu nói, mà thứ hai con điểm tránh lại á, là con không phải là làm tin tức mà mỗi ngày phải có, con chỉ nói những gì con nói thôi. Mấy clip của con này nè mấy bác đừng có mong mỗi ngày, là tự gì vậy, có bữa con rất là bận, với lại con chỉ coi theo comment cái nào mà cần thiết hữu ích con mới nói, tại vì cái này những lời con nói cả 100 năm sau, vài chục năm sau cũng còn giá trị, nó không có mất, không phải là tin tức, coi tới coi lui cũng được. Cho nên con không có gieo duyên, có những người lấy cái link này bỏ qua cái của mấy người nổi tiếng để mà câu view, nào giờ con không có mấy biết mấy vụ đó, không có làm đó. Giống như Thiên Long Sơn 5 năm nay á, tất cả các đài truyền thông ở đây cả 100 đài, báo chí dùng Senoze này cả 100, mà chưa hề có tờ báo nào hay là truyền thông nào mà lên thăm con á, không có, không có liên hệ âm thầm. Có nhiều người ở cách có chừng 5 phút thôi, mà 3 4 năm sau mới biết có Thiên Long Sơn, rất là nhiều người. Cứ gieo duyên tự nhiên, tại Phật dạy gì cũng phải tự nhiên, thì cái kênh này cũng vậy, thì chỉ gieo những người hữu duyên. Còn những cái kênh mà người ta câu view á, một cái cả mấy trăm ngàn view, nó cỡ nào cũng có hết, muốn nhiều cũng được hết, đâu phải khó gì đâu. Nhưng mà tùy theo tầng lớp, mình chỉ người nào hữu duyên nghe được thì chủ yếu là tu tập và chót, cứ giữ tâm bồ đề kiên cố rồi cứ theo Phật học, đọc chú Đại Bi ở nhà, bây giờ rảnh lấy kinh ra đọc Lăng Nghiêm thập chú thường xuyên, nghe giảng, nghe Hòa Thượng Liên Hóa giảng, ổng giảng sư phụ giảng có rồng, xưa Vạn Phật Thành á có bốn rồng xuống chỉ để mà khoan mấy cái giếng nước. Còn mấy cái chuyện mà Hòa Thượng Liên Hóa ông giảng mà nói mấy thầy em nó hay không có chấp nhận, có rồng hay là có thổ địa hiện tại, mấy thầy mình không có chấp nhận mấy chuyện đó. Mà này Hòa Thượng một vị Phật mà, thì mình cứ nghe cái gốc, cái nghe sau này ở bển lắm, nó giống như Phật dạy mình dĩ nhiên kinh Phật là chánh kiến, nói không có tham, như không có ham danh, không tham lợi. Thấy bây giờ đa số các thầy lấy kinh của người khác cái bỏ tên mình vô đó quá trời nhiều, rồi cứ thôi này hơi đụng chạm nhiều, thôi đổi đề tài trở lại. Thì có một bác comment
Comment nói xong mấy cái nghe thường có nói chuyện này nọ hiền này nọ, bây giờ sao con để nhạc vô cái video mà hồi Tết giật quá vậy? Hay là Phật vậy thôi mà cũng nghĩ là con làm thì làm sao mà tránh kiến được, cái đó không phải con làm. Mấy đứa nhỏ con cháu trên núi nó mướn người ta làm, cho nên bữa giờ thấy cũng ngại không dám bỏ lên, tại để nhạc không có hợp. Bây giờ làm sao giờ để đại coi được coi, chứ không phải con làm cái nhạc đó. Nghệ cũng hỏi rồi cái gì nữa. À, có người comment nói là thái tử này thiên tử nọ. Thật sự á, để mình nói lại lần này nha, mình chưa có cái clip nào mình tự xưng tôi là Minh Vương hay thiên tử vậy đó, trừ khi chuyện trong nội bộ tôi tự tôi hiểu thôi, tôi biết tôi ai được rồi, chứ chưa có cái clip nào hết. Mấy bạn đừng có kêu tôi vậy, kêu tôi kiệt, bạn bè anh em chia sẻ nhau kinh nghiệm sống ở đời thôi. À, và để nói lại sơ lại mấy vị mới hiểu nè. 36 ông vua trời Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị sáng tạo tất cả vũ trụ và đời của mình, nước luôn, thủy luôn. Thì mỗi ông vua trời có nhiều thái tử, nhưng mà ở trên là có 12 trai 12 gái, còn mấy ông vua trời dưới không biết nhiêu, à cũng phải cả trăm cả ngàn cũng chừng, mà 36 ông vậy nhân lên nhiều, rất là nhiều thiên tử, rất là nhiều thái tử, phải triệu luôn á, triệu chắc không biết ngàn đi. Bây giờ thời mạt pháp này ông nào cũng xuống để mà bồi công lập đức, cho nên ông nào cũng xưng tùm lum thì đều trúng hết. Nhưng mà cái quan trọng đó, phải được phong lại, chứ xuống thì xuống thôi, bây giờ ai cũng là tái sanh mà. À, phải được phong lại. Còn quan trọng nữa, sắm chương trình ông nói thì Minh Vương Minh gì đó mình không biết à, thì kiếm ổng hỏi. Ổng cũng đang đây nè, sắp sửa gặp ổng rồi đó, hỏi ổng à, mình trả lời là đừng để comment kêu mình này nọ, thì đưa mình lên cái giống như đưa bóng lên rồi cái cúp à. Mình không có nhận chơi vậy đâu, à, tự mình hiểu được rồi. Để chờ chờ chương trình đó, hỏi ổng, ổng cũng có ở đây rồi đó. Rồi có gì nữa, comment hỏi cái dấu chữ thập với trái tim, cái đó đó có từ hồi năm 1979, hồi lúc mà miền Bắc Việt Nam á, bị Trung Quốc tấn công vô đó, tất cả các bác mà ở tù trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam á, tất cả các trại chùa tù thời xưa mà Bắc HO á, ở trên á, tại trong tù mà ở ngoài thì đánh giặc mà đâu biết có con trái và tiễn này trái cái bom nó lọt vô đó làm sao, thì cũng sợ, thì mấy bác mới xin ở trên có gì che chở, chứ chở ở trong trại tù làm gì có tượng Phật hay tượng Chúa gì đâu, đâu có gì đâu, thì trên mới cho dấu hiệu hết đó, thì mang vô thì cái chữ thập á, thì bình đẳng hướng thượng, rồi cái trái tim á, là cái tâm mình á, là Phật. Như vậy á, thì cái đó có qua năm 79 tới giờ, thì cái màu vàng á, thì người Việt Nam da vàng. À, đứng trên cái bông sen là Phật, giống như tượng trưng cho mình học Phật vậy đó. Rồi đứng trên trái đất, trong trái đất có cái hình bản đồ Việt Nam, thì sau này thánh địa là nằm ở Việt Nam, thì đó là ông dùng cái lá làm lá cờ Thiên Long Sơn. Cho nên hôm nay giải thích mấy cái thắc mắc đó, đừng có hỏi nữa, mình cứ lo ở nhà tu tập học Phật, đọc chú Đại Bi ăn chay, rồi mấy anh cần trót xanh thì ở nhà nấu cơm cho vợ rồi đi hạnh phúc.
Hai gì đi ra quán nhậu hoài, bây giờ quán nhậu cũng đóng cửa rồi. Karaoke giờ cũng đóng hết rồi. Thì tụi bè tụi bạn cũng không có chỗ, biết mấy bạn cũng bực bội lắm. Nhưng mà mình tìm cái activity nho nhỏ trong gia đình. Thì trả lời mấy cái đó, niềm vui và niềm tin. Nhiệm vụ của con là truyền tin với đưa cái niềm vui với đưa niềm tin thôi. Chứ ngoài ra mấy thứ khác mình không có biết thiệt. Mà những gì nói là toàn là kinh nghiệm trong đời mới nói ra. Cho nên không có theo sách vở cũng phải gì hết. Thì Thiên Long Sơn cũng vậy. 5-6 năm trời mở âm thầm. Nhiều người rất là nhiều luôn. Ở xa, bạn bè ở xa Âu Châu rồi á. Gọi về mấy người bạn ở vùng Milpitas, San Jose này, họ biết này không? Họ mới giật mình, họ mới lên tham quan thì họ mới biết. Chứ ở gần không có biết, bục nhà không có linh. Giống như con đây nè, bạn đại gia, bạn kỹ sư rồi quá trời. Ô, anh Kiệt. Nó đâu hiểu gì đâu, mỗi lần nói chuyện kêu niệm Phật đốt nhang nó cười. Nói em phải là có mấy cái project, em phải làm cho nó xong. Mày làm đi. Thì đó, người từ nay mình đừng ai hỏi chuyện chính trị nữa, mà ở trên không có cho đụng cái đó. Nhiệm vụ của con là mình không làm bạn hết, bệnh mấy ảnh bệnh nó cũng là quen, bên đâu cũng quen hết, không có, mình chỉ làm đẹp đời đẹp đạo, không có hiểu gì nhiều. Mấy đó để cho mấy người khác. Thấy ông Hòa, ông gì luật sư Hùng vậy đó. Ai cũng hỏi mình sao giống ổng nha. Thôi mình kêu ổng là anh nuôi đi. À cứ hỏi ông anh nuôi mình đi. Hỏi luật sư Hùng đi. Mình không biết, mình không biết ổng. Nhưng mà thấy ai cũng hỏi thì thôi nhận ổng anh luôn. Đó, ông rành thì hỏi ổng. Còn chuyện nào mình rành thì cứ, mình không có rành nhiều mà biết gì trả lời cái đó. Thì giờ chót, giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất cuộc đời. Chỉ mong có tất cả các Phật tử gán tu tập tinh tấn lên nhiều hơn, ăn chay niệm Phật vui vẻ, đừng có sân si. Tại mỗi lần mình giận á, cái hào quang mình nó thay đổi. Cái mình cứ nghĩ á, cái gì thấy cái lo mà bây giờ nó hay chơi hiệu JB á, rồi mỗi lần cái tiếng nhạc ấy nó đổi màu, đổi màu xanh màu đỏ, giống như đèn màu ngũ trường vậy đó, nó vậy đó. Mình giận lên cái màu đỏ nó lên đó nha, tự mình không biết, hoặc là mình lúc mình từ bi á, cái hào quang của mình bắt đầu nó sáng ra. Lúc khi mình buồn hay mình u sầu á, bắt đầu nó xám xám lại, nó thay đổi thường xuyên vậy đó. Còn nếu mà mình cứ gán vui, gán nhất là đọc kinh á, thần khí lên. Lúc đó mỗi lần đọc kinh mấy chư thiên bu tới đông lắm. Mấy vị mỗi lần đọc kinh là mấy chư thiên lên đến đông lắm. Họ thích nghe mình đọc kinh. Nhưng mà trước khi đọc á, để bông hoa nào cho thơm. Mấy cái loại nhang mà đừng có lựa mấy cái nhang của Việt Nam với của tụi Tạo làm nha, nó để chất hóa học á, ngửi vô chết luôn á. Ngửi vô bởi vì bị xỉn quá nè, mỗi ngày đốt cả 100 cây nhang bị xỉn. Để đốt cái loại nhang của Nhật hay nhang gì đó. Chứ còn nhang Tạo, nhang Việt Nam thở không nổi. Xịt chút vô thơm cho thiên vô, thiên tới liền. Lúc nào đọc kinh chư thiên cũng tới. Đọc chậm cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là mình biết mình đang đọc. Chứ không phải mình đọc cái mình nghĩ đọc cho lẹ để tôi đi nấu cơm. Nó không phải vậy, kệ đó, nấu chừng nào nấu, đọc xong rồi đó. Thì trở lại câu chuyện niềm vui và niềm tin. Thôi cũng không có biết chính trị, muốn kiếm gì kiếm ông anh nuôi mình á, luật sư Hoàng Duy Hùng á, kiếm ổng. Ổng giống mình á, ngầu á. Thì thêm ở thêm gì nữa, mình chỉ gieo duyên có 3 lần cho tất cả mọi người gọi
cuộc họp vậy đó. Rồi nếu được thì thấy cái việc rảnh thì mình làm tiếp tục, chứ không phải là chỉ mình mở lên cái họp đó để mà mình tụ bè tụ đảng hay là mình chống đối ai đâu nha. Chỉ tại nhiều người thắc mắc không có biết làm sao liên lạc, thì người xin email, người xin điện thoại, trời ơi, để cho con kiếm cơm sống, kiếm việc làm cho đệ tử mấy trăm thằng, chứ giờ cứ lo mấy cái này thôi á, bận lắm á, không có rảnh nhiều. Có để từ từ đi, vài năm nữa bắt đầu về hưu rồi đó, rảnh rồi đó, lên núi anh em ngồi uống nước trà ăn bánh đồ, muốn nó hỏi gì hỏi. Còn giờ cũng phải đi làm, bữa nay cũng phải đi làm nữa nè. Hãng ngoài thì đóng cửa, đây dùng này đóng cửa hết 80%, nhưng mà những cái hãng làm đồ cho NASA với làm đồ quốc phòng rồi đó được làm. Mỹ nó chỉ cấm mấy cái hãng làm điện tử. Mấy cái comment thấy quý vị hỏi trả lời vấn đề, mình là chỉ mang niềm vui và niềm tin, núi Thiên Long Sơn chỉ mang sức khỏe và vui. Hôm nay thì mình mang niềm tin với nó báo động, mình gọi là đánh chuông nghe báo động ten ten ten. Giờ đến giờ, đến giờ rồi đó, đến giờ thiền Bát Nhã rước. Mình lỡ mà có gặp thiền Bát Nhã rước đó, thì có mình có cô biết, cô biết một chút Phật thì con Phật Phật rước. Còn nếu chưa biết tu, chưa từng biết Phật, chưa biết tu thì bây giờ tự quy hướng về hướng Đông Bắc, lại tự xin quy y tôi con học Phật thọ ngũ giới vậy đó. Cứ nghĩ sao khấn vậy, bắt đầu lấy cuốn kinh xuống, đâu cần lấy đâu, trên điện thoại nè, để nguyên điện thoại đọc luôn cũng được, để chữ thằng Lăng Nghiêm Thập Chú vậy thôi là thiếu gì, để mỗi lần đọc kinh lấy cuốn điện thoại để ngay đó đọc luôn vậy đó, hoặc là xếp nó lại trên cái nốt đó. Trời thời buổi văn minh mà dễ đó, vậy đó, cái ngày đọc cho có cái lực đọc kinh, cái lực lên dữ lắm. Thì người nào mà đọc đại bi, đọc kinh mỗi sáng chừng bảo đảm từng đây thấy người mình sẽ khác. Thử mình chưa biết Phật, mình chụp cái hình mặt mình nha, cái tuần sau mình đọc liên tục mình chụp thấy mặt mình sáng lên liền đó nha. Thì cứ có thật cái lực của chú đại bi oai lực lắm á, xóa hết biết bao nhiêu nghiệp. Lỡ như cái con dịch tàu nó bay mà nó cứ dính vô nữa nó cũng dội ra, tại hào quang lúc đó là cái siêu rồi, nó che nó chắn rồi, không có cần phải sợ, cứ hồn nhiên, không cần phải chạy đi đứng vô chùa nói cái mấy chùa ế mất công cũng gõ đầu. Rồi đừng có tụ tập, ví dụ cái nhà nó bực bội thiếu chuyện làm, đọc kinh cũng một chuyện, ra sau hè trồng rau tưới cây tắm cho chó, có chó anh nuôi con mà tu đừng nuôi súc vật nha, tại mình nuôi nó cái mình thương nó đó, cái khi nó chết đó, cái mình buồn, cái đến lúc mà mình cận tử nghiệp đó, cái nó cũng giống như cái máy quay phim vậy, ở trong nó lại gia thức nè, cái nó cứ nhớ lại cái lúc đó vừa nhớ con chó của mình, cái mình đầu thai thành chó đó nha. Đừng nuôi thú vật, tại vì khi tu khi bắt đầu đọc kinh rồi nó từ bi, cái gì cũng nhớ rõ hết, nhưng mà có một cái ai làm mình giận nó đừng nhớ, cái đó hơi khó nhưng mà tập. Thì chủ yếu cái đề tài bữa nay cái clip này niềm vui và niềm tin, chứ đừng có hỏi, đừng có nói tôi thấy tử này nọ, ô có cả trăm ông xuống trần chứ không phải một mình tôi. Rồi còn Minh Dương thì kiếm chương trình hỏi, ổng chưa có xuất hiện, ổng chưa có chỉ ai, tôi không biết à, tôi cũng chưa có clip nào xưng hô, đừng có nói gì vậy bà.
Phạm á, mấy vị biết hết á. Hôm nay cái mọi nhẹ là cái mission của tôi, cái nhiệm vụ việc làm tới đâu việc làm tới đó thôi, ở trên cho tới đâu mà làm tới đó. Chứ hồi xưa giờ muốn giúp bạn bè làm giàu, giúp mấy đại gia làm giàu, mình biết nhiều chuyện ổng làm sai mà nói không được. Kêu đừng có mua đất đó, kêu đừng có xây chỗ đó. Mua vô dính lần tốn mà có chục triệu không á, đâu phải ít đâu. Mà mình biết chỗ đó làm có được để làm sao. Dễ ạ, lại ngồi là ông thổ địa ông lên ông nói chỗ này là không có được, là ông nói không được tức là không được, mà ông nói được là được. Cũng giống như khu Lion ở đây nè, có khu Lion đường Thu Lì á, thì có một lần xuống có một quỷ Tống Phương nó dụ mình mua đài tivi mà mình đâu có tính mà dụ gì đâu. Vô cái hỏi ở đó có một ông tên là Carlo, ổng là người Mỹ mà ông chết lâu rồi, ổng là ông thổ địa của khu Lion đó. Ông thấy mình xuống ông cũng khoái lắm, mà từ đâu có ai nói chuyện với ông được. Thì đó đó có ông đó, cho nên ai mà nghe được lại cái khu Lion Plaza mà kêu tên ông ra cho ông điếu thuốc, tiệm nó đắt đó. Thì vậy đạo Phật hôm nay cái clip nhỏ nhỏ mình chỉ mang niềm tin niềm vui, với mình gỡ xuống hình của mấy bác mấy mấy chú mình đã bệnh hết xuống rồi, mấy cái clip đó chỉ gieo duyên ngày thứ bảy 4:30 của Cali ở Việt Nam, thì ai muốn gọi gọi họ gọi thoải mái, muốn nói gì nói, chửi cũng được, chửi càng nhiều thì khẩu nghiệp càng nhiều, và mình chỉ gieo duyên im nhẹ nhàng thôi, không có chính trị cũng không có gì hết, mà người nào hỏi chừng một câu hai câu thôi. Có những dư luận viên á, được biết vô hỏi lòng vòng hoài để cho người khác đứng hỏi, cái đó không có nên. Mình né anh ra đi các em. Lãnh lương của chú Thòn á thì phải giờ nói câu gì, ăn cơm chúa múa tối ngày á thì chú cũng thông cảm. Lãnh lương của chú Thòn thì phải làm việc cho chú Thòn, nhưng mà này chuyện nó không có liên quan gì chứ, không liên quan gì tới bệnh, chỉ là làm cho tươi tốt với bệnh thôi, trấn an trong lúc này, sau khi này còn chiến tranh nữa đó, bữa nào nó sẽ tới nữa, rồi còn việc làm nè, bây giờ tiệm nail cũng thất nghiệp, người đi làm lãnh lương của chính phủ cũng đâu có nhiều đâu, rồi bây giờ ông Trump bữa nay ông gửi người cho $1,000 bỏ 500 tỷ ông đó ông khôn đó. Lúc này mà ông cho tiền kiểu đó là mễ với Mỹ Đen hồi xưa giờ ghét ổng, giờ cũng phải bầu ổng, cho nên chắc chắn ổng sẽ đậu lại. Còn bữa cái miệng mình nói gì thôi chút cái đó mình nói Trung Quốc sẽ bị thưa, bị quốc tế thưa y chang. Bữa nay có công ty Mỹ thưa, tổng thất thưa, có quyền thưa. Thế mà bất cứ cái gì, thí dụ như trong nhà mình có người chết, mình cũng thưa Trung Quốc. Tòa án quốc tế mạnh lắm á nghe, đừng có tưởng dở, kiếm đúng luật sư là xong luôn á. Cũng giống như bên Úc á, có thằng cha chô nào cứ đem mình lên làm bia bắn đạn hoài á, đó là dư luận viên của Cộng sản đặt ra, ông đó khẩu nghiệp dữ lắm á. Ông tòa án quốc tế mà đưa ông ra tòa là ông xong á, tốn chừng 200,000 thôi. Cho ông biết mùi, nhưng mà thôi kệ. Những cái gì mà mình thấy nó không có hữu ích trong trí tuệ, không có giúp ích được cho xã hội, mình đừng có vô mấy cái kênh đó. Tại vì thời buổi này vàng thao lẫn lộn, quỷ dương hay Phật cũng đang chiến đấu với nhau để mà cho con cháu của quỷ dương nó cũng nhiều lắm, mà tụi nó khôn hơn mình, nó mưu mô xảo kế hơn mình, không có thật tình đâu. Lúc thì nó ngọt, lúc thì nó chua chát, làm đủ hết, khó có nhận ra được lắm. Nhưng mà phải chánh kiến, phải biết là cái nào có hữu ích có lợi thì vô đó, chứ mấy cái trên đó nhiều lắm thời buổi này. Thôi.
Thôi trở lại đó mấy cái câu hỏi, thấy mấy comment trên đó mấy bác hỏi vậy. Còn Thiên Long Sơn cái clip mà hồi Tết á, bữa giờ cũng không có muốn bỏ lên, tại thấy để nhạc xì beng là nghe không có hợp với cái cảnh mình. Nhưng mà giờ nó có vậy rồi thôi, biết làm sao giờ, kêu nó làm lại lâu lắm thì cũng mướn người ta làm, mấy đứa nhỏ làm chứ không phải là con làm như bác bác được tưởng con. Con không có biết làm mấy cái đó đâu. Ai đà Phật, ai giao duyên bữa nay nhiều đây, cảm ơn, hẹn kỳ sau.